đầy đủ hương vị, thơm ngon lạ miệng lại bổ dưỡng, được giao bán rầm rộ trên chợ mạng với những lời quảng cáo có cánh về chất lượng. Vậy nguồn gốc xuất xứ của những sản phẩm này từ đâu? Chất lượng thực sự của nó như thế nào? Người tiêu dùng cần phải cẩn trọng ra sao? Mới đây, đội quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện và thu giữ hàng trăm thùng hàng sữa chua uống nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm tại một kho hàng trên địa bàn xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Bên cạnh những thùng hàng nhìn vào mắt thường còn mới thì không ít các thùng khác trong kho đã bị ẩm mốc, mục nát như thế này. Nếu không bị phát hiện và thu giữ kịp thời thì rất có thể số hàng này sẽ được chủ kho phù phép thành hàng mới để đưa ra thị trường tiêu thụ và đích đến chính là người tiêu dùng. Đối tượng đã lợi dụng sự lấy lòng của nhà nước, đã tranh thủ vận chuyển số lượng hàng hóa do nước ngoài sản xuất qua biên giới, thẩm thấu qua những cái đường biên. Số lượng hàng hóa trên qua đấu tranh thì chúng tôi biết được là đối tượng đã nhập mua bán trôi nổi trên thị trường các tỉnh biên giới phía Bắc rồi tập kết vào La Phù, sau đó chia lẻ bán trong các cái cửa hàng giải khát hoặc đi các tỉnh khác. Sữa chua đóng chai là hàng nội địa Trung Quốc, vì vậy nó chỉ được bày bán trong nước và không được nhập khẩu sang nước ngoài như các sản phẩm nhập khẩu khác. Thế nhưng, liên hệ với một chủ buôn tại Lạng Sơn, chúng tôi được biết phương thức liên hệ của loại mặt hàng này. Thế hàng bao giờ về? Mà bạn về được nhiều không? Thì mỗi lần em chỉ được tầm 20 thùng thôi. Thế cái hàng của mình có giấy tờ gì không đấy? Cái này em là người nhà mua nên là như kiểu là người dân mua bình thường thôi, không có giấy tờ đâu. Không có giấy tờ á? Thế đang có cái mối nào lấy à? Thì mẹ vợ em ở cửa khẩu đấy mà. À thế, kiểu thế. Đây là em là người bán nên là em cũng lấy cái trường người hơi rẻ nhất mà. Thế đấy thì mẹ em là người đi sang Trung Quốc. À, mẹ vợ bạn là đi sang trực tiếp bên Trung Quốc để lấy về gì? À, thế là lấy đường tiểu ngạch còn gì nữa? Nhưng mà đi luôn cửa chính của nó luôn đấy chứ không phải đi chui nhủi gì đâu. Ôi, sao lại thế? Sao lại đi được như thế? Mẹ em ở trên đấy làm khẩu ở trên đấy mà. Nghĩa là người nhà em xong hải quan, mẹ em làm khẩu xong hải quan được. Theo các chuyên gia thị trường, thì việc nhập khẩu các mặt hàng vào Việt Nam, đơn vị nhập khẩu phải làm đầy đủ thủ tục công bố sản phẩm theo quy định. Tại nghị định quy định chi tiết thi hành tại một số điều của luật an toàn vệ sinh thực phẩm, và đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sản phẩm công bố. Thế nhưng trên thực tế, sản phẩm sữa chua bày bán tràn lan trên thị trường mà không chịu sự quản lý của cơ quan chức năng. Chúng ta xuất khẩu thì họ quản lý rất chặt chẽ. Thậm chí bây giờ Trung Quốc một số nước còn sang cái nơi sản xuất mình để mà kiểm tra rồi mới cho xuất khẩu vào nước họ. Nhưng mà trong khi đó cửa biên giới chúng ta, nhất là tiểu ngạch, là chúng ta mở toang. Người dân hình như đâu vẫn gùi 2 triệu hàng mà miễn thuế qua biên giới cho phép đấy. Tất cả những cái đó là chúng ta không kiểm soát được. Tất cả những cái đó là do chúng ta làm hại chúng ta ở thị trường nội địa. Cho nên họ bảo vào Việt Nam, hàng vào Việt Nam dễ lắm, thích lắm, và một thị trường đông dân như thế, một thị trường xô bồ như thế thì chắc chúng ta phải chịu trận. Đối với những kẻ buôn lậu, lợi nhuận trước mắt khiến cho họ bất chấp nguy hiểm để nhập lậu về những lô hàng gây hại đến sức khỏe của rất nhiều người dân. Do đó, người tiêu dùng, thậm chí là chủ shop bán hàng online nên cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nhập hàng, tránh để những trường hợp đáng tiếc xảy ra.